hay gọi là chữ đỏ, tức là phải đi theo, là ok chỉ rửa chân những người nào. Nào khi mà ngài mới làm giám phó giáo hoàng đó, ở tháng 3, thì sau đó ngài đổ ngài đi vào mấy nhà tù vậy thôi, ngài rửa chân cho phụ nữ, cho mấy đứa nhỏ. Ngài có thật sự là ngài có quyền làm việc đó, nhưng mà có một điều đó, ngài quên rằng là ngài là giám mục Roma và ngài phải giữ cái sự hiệp nhất chung của đó. Thì người ta sẽ đóng lệnh của tại sao giáo sứ này làm vậy, giáo hội này làm vậy, giáo phận đức thánh cha làm vậy, trong sách lễ vậy vậy, thì cái đó thì ngài thường thường làm trước rồi thay đổi sau, rồi sau đó ngài mới thay đổi, thì cái đó không có vấn đề nào. Nó thật sự nếu như nhưng mà đó style của ngài, đúng là ngài có quyền làm, nhưng mà ngài chỉ cần là phê, lấy bút phê từ đây về sau cái rửa có quyền rửa chân cho phụ nữ, that's fine. Nhưng mà đừng có làm mình đã đặt luật ra rồi mà mình làm tự động, mình có quyền thay đổi được, nhưng mà đừng có làm trước khi mình thay đổi. Nhưng mà nó là style của Đức Giáo Hoàng, nhiều khi nhiều người không thích, ngay cả tôi nữa, cái style nó dù sao nữa mà giáo hội cả 1 tỷ mấy người, phải có giáo phận này, có giáo sư thì làm kiểu này, bây giờ một giáo phận mà giáo sư này làm kiểu này rửa chân 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, cứ kiểu nó không còn cái sự nhất, và nhất là khi mà chúng ta nói về phục vụ đó, nó phải bày tỏ cái sự hiệp nhất. Cái đó không phải là cái vấn đề về luật, mà ít ra là giữ cho cái điều rồi. Hơn nữa, cái yếu điểm có thể dẫn đến sự khó khăn trong số các tín hữu để nhận ra cái nào là cái ưu tiên trong luật lệ, hay là hiểu biết tầm quan trọng của luật lệ. Cái nào quan trọng, dĩ nhiên cũng có những cái điều quan trọng, có những luật tương tự, nhưng mà nhiều khi mình nhưng mà nó vẫn có cái cơ cấu này, mình còn vẫn cần thiết, giáo hội vẫn là định chế, vẫn là cần thiết. Giáo hội như là một sự hiệp thông, và trong cuốn sách và chúng ta sẽ đưa cái handout là cái căn bản, cái đó là căn bản của cái textbook của chúng ta, hay là cái bài học của chúng ta trong ngày hôm nay và ngày và tuần tới. Giáo hội như là sự hiệp thông và sứ mạng, thì giáo hội như là sự hiệp thông, cái ma đồ này nhấn mạnh cái bản chất cộng đoàn tín hữu của hội thánh. Trong thư của gửi Corinto có đề cập đến giáo hội như là thân mình Chúa Kitô, nó rất là rõ. Cái khuôn mẫu về giáo hội này nhấn mạnh đến giáo xứ là một gia đình, giáo xứ là một gia đình, mà như một cái gia như hồi vừa rồi họp hội đồng giáo xứ chiều chủ nhật vừa rồi nói, có nhắc bên đặc biệt người lớn cũng có, nhưng mà các khu này nhưng mà tôi nhắc đặc biệt đến là các giáo lý trực tử thì thể các quân trưởng hay là các thầy cô nhắc nhở các em nó có để mắt một chút, lưu tâm một chút, để cái nhà thờ này không phải cái nơi là kiểu facility để mà sinh hoạt thì sao, nhưng mà đây là cái nhà mình. Đấy. Nhà mình dơ thì sao, mình phải quét, nó đơn giản vậy thôi. Thì trước tôi nó kể là có ngày chủ nhật thấy số người đứng đó ngồi đó, nhưng mà tôi thấy trên cỏ thấy có rác thì tôi nhường thì có người chạy ra nói sao để con làm nào, nếu như mà tôi không tới tôi lượm rác thì rác vẫn có đó, nhưng mà là không, nhưng mà tại sao người ta không có nhìn đến, mà đến cái bụng cha làm thôi. Cho đến chiều hôm nay vẫn còn hồi thứ sáu vừa rồi có một số rác ở trước cái cửa, trước cổng nhà thờ, mới dồn lại để ngay cái cổng chính á, để ngay cái lối kéo á, mà cho đến chiều nay phẩm thân chưa thấy có người nào bỏ vào trong cái bao rác để coi tới mức nào. Cái đó không có thấy được. Các anh chị, những người nào làm cha mẹ biết rồi hả, trong gia đình á, con cái nó kiểu như để ý vô tâm nữa. Nhưng mà mình là người có trách nhiệm, mình sẽ thấy khác, đúng không? Mình có người trách nhiệm, mình sẽ thấy khác. Ồ, mình phải trả bill này, không được xài phí điện này, rác ở nhà này, thế này thế nọ này, mình phải dọn dẹp. Cái đó là hết. Do đó là có vừa rồi hội đồng giáo xứ nhắc nhở, nói là chịu khó nhắc nhở các em này, nó có sự lưu tâm, biết cái nhà của mình, cái nhà thờ của mình rác rến, mình thấy cái này là không được, mình muốn nhà sạch, mình phải được rác vậy thôi. Mà ai 1.000 học sinh thì không còn cái đống rác nào, thật sự như vậy.
Thì đó mình nói cái ma tính là cái sự hiệp thông. Hiệp thông là mình quan tâm lẫn nhau, cái sự hiệp thông. Và dĩ nhiên cái sự thông này dĩ nhiên nối kết bởi chính Chúa Giêsu Kitô. Chứ không phải là mình phải, không phải là hiệp thông này kiểu câu lạc bộ mà fitness center club này nọ cái gì đó, tống tiền không phải vậy. Hiệp thông đây là trong cái lòng mến yêu mến Chúa và yêu mến nhau, mình quan tâm lẫn nhau để xây dựng cái đức tin của hội thánh. Rồi. Công vụ tông đồ nhấn mạnh cái điều này, nói về một tất cả cộng đoàn kia tín hữu đều một lòng một trí với nhau, chúng ta biết rồi, cùng một lòng một trí với nhau trong sự cầu nguyện, trong sự chia bẻ bánh và rồi sao chia sẻ của cải cho nhau. Cái hệ sự thông là như vậy. Nào chúng ta sẽ học, mà chúng ta biết rồi cái này rất là hay, nhưng mà chúng ta biết rồi trong giáo xứ hay là trong gia đình chúng ta cũng vậy. Ngay cả trong gia đình thôi, ví dụ có 5-7 đứa con, có đứa thì làm kỹ sư, nhưng mà có đứa thì làm luật sư, có đứa thì đi lính, có đứa thì nghèo hơn một chút, có đứa thì giàu hơn một chút. Mình phải chấp nhận rồi, chứ không thể kiểu cộng sản bộ đồng đánh đồng hay ai nghèo như nhau vậy. Mình phải chấp nhận cái thực tế là như vậy. Nhưng mà sự hiệp thông ở đây muốn nói đến là chẳng hạn như là vấn đề đóng góp đi chẳng hạn. Có những gia đình tương đối khá thì người ta đóng nhiều hơn, và thật sự nói về vấn đề giáo xứ đóng góp chẳng hạn vậy. Nếu như mà nói về đóng góp, ví dụ Bishop Appeal bữa nay bên giáo phận nội xứ ấy, chúng ta có giáo xứ 1600, giáo xứ chúng ta 1650 gia đình. Thì Bishop Appeal hàng năm để đóng, chúng ta biết rằng giáo phận cần một năm khoảng gần 7 triệu đô để hoạt động, nhưng mà ít mà lấy từ cái tiền đóng góp của 65 giáo sứ. Giáo sứ giàu Francisco Francis Assisi hay là Saint Elizabeth, Saint Mark hay v.v. Đặc biệt Saint Anne là Coppell giàu nhất, một năm người ta phải đóng tới 5-600 ngàn, mình đóng có 60 mấy ngàn thôi. Đó là cái sự hiệp thông người ta tính theo tỷ lệ. Nhưng mà rồi trong giáo sứ chẳng hạn vậy, vừa rồi giáo sứ chúng ta 60 mấy ngàn thì nó là cái tiền giáo phận yêu cầu 60 mấy ngàn, mình bless như 80 mấy ngàn, nhưng mà mình đóng bây giờ cũng khá, như được 2-3 ngàn cái này vậy. Nhưng mà con số mà đóng góp, tỷ lệ đóng góp có 18% thôi, 18% gia đình thôi, tức là trăm mấy chục gia đình thôi, trong số 1600 nhân nông nghiệp. Trong đó thánh tâm cái tỷ lệ đóng góp participation rate đó, là 30 mấy% số gia đình. Dưới kia đóng là như quy định 30 mấy ngàn mà họ đóng tới 40 mấy ngàn thì sao lại khác như vậy? Thì cũng khác. Nhưng mà ý các bạn cái tỷ lệ mà tham gia rất cao, thì do đó mình thấy là nó vẫn chưa được cái sự hiệp thông đủ. Miễn sao 100% được, mà có người đóng 10 đồng, được 20 đồng, được 50 đồng được. Đương nhiên vẫn có những người đóng khác. Nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào mà kiểu đổ đồng trung bình quân chắc chắn không có đủ đâu. Có những gia đình có ý thức, hay là có những anh chị em ý thức Chúa cho làm ăn khá, một năm có thể đóng tới 5 ngàn. Nó cũng có những gia đình nắm đóng 50%, không biết được. Cái đó phải gọi là thế này. Nhưng mà nếu như mình ý thức được đó, thì cái sự hiệp thông nó sẽ rõ ràng, nó cụ thể như vậy. Rồi. Sức mạnh của cái ma đồ này đó, tức là tạo ra một cái ý thức về chúng ta thuộc về nhau. Như Thánh Phaolô trong thư gửi Colossians chúng ta nói, chúng ta không còn là những kẻ xa lạ, chúng ta là một cùng một gia đình trong một gia đình thánh, là giáo hội. Và vì thế chúng ta cảm thấy nó welcome này, nó welcome warm. Cái yếu điểm của ba đồ này là cộng đoàn có thể thiếu những structure và thiếu cái mục đích hay là cái hướng đi, và có thể giới hạn về cái vấn đề niềm tin trong một số nguyên tắc nào đó thì cũng dễ. Miễn sao ta yêu thương nhau được, I love you, you love me, okay. Không phải vậy, nó phải có những cái rõ ràng như vậy, phải làm cái gì clear. Và chúng ta thường những cái giáo xứ mà nhỏ hay là cộng đoàn nhỏ thì cái communion rất là đẹp, rất là tốt. Ở bên nhau khi còn ở bên Cali có thời kỳ là chăm sóc một cộng đoàn Việt Nam, là cộng đoàn rất đầu tiên, một trong những cộng đoàn đầu tiên mà dòng Chúa Thế phụ tỉnh, dòng Chúa Thế lo kể từ năm 1976-77. Cộng đoàn rất là nhỏ, ai cũng biết ai hết, chỉ cộng
đoàn thôi, bên kia không có cho làm thợ gia sư. Quá trình mỗi lần lễ thì cũng có 200 người trong giữ trở lại, ai cũng biết, mọi người ai cũng biết ai hết. Thì cuối lễ ra mọi người, tới bữa nay gia đình có ngồi chè, xôi nữa, lễ xong ăn uống rồi chia sẻ được. Ở đây thì chúng ta không làm được, nó nhiều quá, nó đông quá, không có chỗ nữa. Do đó chúng ta nhiều khi, do đó là chúng ta thấy nếu như mà giáo xứ càng lớn thì cái sự nghiệp thông nó cũng khó, và vì thế càng có những cơ cấu tổ chức chúng ta thấy hội đoàn hội bên kia nó để giúp cho cái sự nghiệp thông, cái đó là cái quan trọng. Rồi có một cái điều nữa, đó là nếu như mà sự quá nhấn mạnh về cộng đoàn có thể làm cho cái nhóm đó nó bị thua chột, cái sự xung đột có thể xung đột, mình rồi có nhân dân cộng đoàn hiệp thông, mình tránh cái xung đột. Thật sự ở đó cũng vậy, gia đình, ngay cả gia đình cũng có những xung đột mình phải giải quyết, mình thôi kệ vượt qua, nhưng mà có những cái cần phải sửa chữa, mình cần phải sửa chữa, do đó luật lệ thôi. Chúng ta thấy chẳng hạn như là rất là cụ thể vấn đề abuse, cũng biết child abuse. Nếu như tự nhiên là chúng ta người chú nói là phải tha thứ lần bảy, và ngay cả hồi xưa, mà ngay không phải là chỉ có trong giáo hội, mà ngay cả ở ngoài những năm 90 mấy, người ta không nghĩ, người ta cũng có những cái nghiên cứu về tribune mà người ta nghĩ là chỉ có một thành phần nhỏ, thật sự là nhỏ thôi, và thứ hai nữa là các người ta cũng chưa có rõ ràng lắm, và thứ vậy hay là có lại cũng không có dám khai thế này thế nọ. Và đối với giáo hội người ta nghĩ rằng đó là đó là chỉ cái tội thôi, cái tội thì tha, thì thương thú rồi xin ăn năn giáo đồng chưa thì tha thôi, như sao vậy? Mặc dù trong giáo luật nó có cái khoản đó là những ai làm những điều ấy thì giáo phật các đức có một phải có, nhưng mà mình thấy là cũng như trong gia đình đó mà, có đứa con nó đi hoang, con về đi con như vậy thôi. Do đó bây giờ chúng ta thấy bây giờ cái quy định của tòa thánh cho tất cả các giáo phận, các hội đồng giáo mục trên thế giới phải có plan, ok, là cái gì đối với những trường hợp làm gì, okay, phải báo cáo chính quyền thế này đấy, okay. Chúng ta đọc một vụ ngôn người cha nhân hậu thấy vui vẻ quá, con trở về vui vẻ, nhưng mà thật sự chúng ta phải thực tế một chút, chúng ta sống giữa thế gian có những luật lệ này đó, và vì thế nhiều khi chúng ta không dám gọi là đương đầu với những xung đột, thôi kệ bỏ qua. Và ngay cả cái điều này cũng trong gia đình nữa, cũng có một số gia đình chẳng hạn như là anh em chẳng hạn, thôi con là anh thôi, con nhường cho em đi, mà làm đó còn nhiều đó không có tốt, thằng em nó nhiều khi mà nó lấu cá, biết phải nó lấu cá nữa, thôi khi mà nói vậy là mình không có phân được cái nào sai cái trái, con làm sai con xin lỗi anh, rõ ràng như vậy. Chứ không thôi những cái đó nhập nhằng như vậy trong cách dạy con, ngay cả trong con chúng ta ngay trong gia đình cũng thấy khó rồi, huống hồ chỉ là trong giáo xứ cộng đồng. Do đó đồng ý là cái sự hiệp thông, chúng ta bảo vệ cái sự hiệp thông với nhau, yêu thương bác ái mọi người, nhưng mà nó vẫn có, nhưng mà chúng ta phải rõ ràng, có những lúc phải rõ ràng, nhất là liên can đến vấn đề giáo lý, vấn đề luân lý. Chúng ta biết cái WikiLeaks nó lộ ra mấy cái thư email của bà Clinton, trong đó có một nhóm người công giáo làm việc cho bà Clinton, nói rằng là bây giờ phải tạo nên một mùa xuân trong lòng giáo hội Hoa Kỳ, tức là phản đối các giám mục về, chúng ta thấy đây là cái vậy. Rồi giáo hội là bí tích, hồi nãy tôi cũng cố hỏi như thế nào, chỉ nói giáo hội là bảy bí tích là cho người trong giáo hội mà. Nhưng mà thật sự giáo hội là bí tích cứu độ, giáo hội là bí tích. Bí tích là gì? Bí tích là dấu chỉ, dấu chỉ hữu hiệu, okay. Dấu chỉ mà hữu hiệu của ơn thánh bên trong, khá là nôm na như vậy. Và vì thế giáo hội là bí tích ơn cứu độ của Chúa, người ta đến với Chúa qua giáo hội, đơn giản là như vậy. Chứ không phải là tự động Chúa, con gặp Chúa rồi, không. Chúng ta gặp ở Chúa qua giáo hội, và vì thế giáo hội là bí tích sự hiện diện của Chúa trong trần gian, chúng ta nên nhớ như vậy.
giáo hội là dấu hiệu hữu hình, trước hết và trên hết là dấu hiệu hữu hình sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời dân. Dĩ nhiên người ta có thể một người nào đó, chẳng hạn như ngày trước anh giảng nói chuyện và Lê Tiến gia đình và Lê Tiến Thương, ca nhạc sĩ Lê Tiến Thương xuống một bố rớt xuống sông thật thảm thì sao đó, chìm mấy phút đồng hồ rồi gặp, tưởng đâu là chết mà tự nhiên trong cái chìm như vậy thì thấy Đức Mẹ. Cũng có những trường hợp Chúa và cha này, nhưng mà cuối cùng sao cũng phải rửa tội trong lòng giáo hội, phải rửa tội trong lòng, và vì thế gặp gỡ Chúa trong giáo hội chứ, và vì thế Chúa Kitô giáo hội là bí tích, là như vậy, là dấu chỉ hữu hiệu, là dấu chỉ hữu hình sự hiện diện của Chúa Kitô trong thời gian. Rồi giáo hội trở nên là cái cách hữu hình Chúa Kitô hoạt động trong lòng thế giới. Chúa Kitô cùng lúc biểu lộ và thực hiện hóa mầu nhiệm tình yêu thương của Chúa cho nhân loại trong giáo hội. Cái ma đồ này về giáo hội là bí tích ơn cứu độ của Chúa Kitô trong thời gian đó, nhấn mạnh đến cái yếu tố hữu hình là con người và vô hình. Giáo hội chúng ta nói về giáo hội cũng có nói về trong đó cũng con người, và Chúa Kitô thì đó là cũng nhấn mạnh cả hai. Cái này khi chúng ta nói là rửa tội dấu chỉ hữu hình, nhưng mà nói là ơn Chúa Thánh Thần tác động Chúa Kitô thì Chúa Ban Ngôi trong chúng ta. Thì đó là cái một cái ma đồ khác về giáo hội và bí tích. Cái ưu điểm của cái ma đồ này đó là nó có connection, có sự liên hệ rõ ràng với cái cách thức của Công giáo nhìn về thế giới qua những dấu chỉ, những ưu điểm của bí tích. Chúng ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa cho chúng ta thấy chúng ta nhìn thế giới trong cái nhìn của Thiên Chúa. Yếu điểm của cái ma đồ này là nó đòi hỏi cái trình độ cao về vấn đề học giáo lý và cái giáo dục thần học. Do đó thật sự khi mà Chúa nói, do đó mà cái này rất là rõ ràng nhé. Nhiều khi là những lúc mà kết hôn anh hãy nhận anh hãy nhận em làm vợ, em nhận anh làm chồng, cũng như là như vậy. Mà nếu mà chúng ta và được thường chúng ta thấy Thánh Phaolô nhắc là chồng yêu thương vợ chồng như là Chúa Kitô yêu thương chồng. Nếu như mình để ý một chút đó là bí tích, đúng không? Mình có nhận ra Chúa trong vợ mình không, hay là bà chàng? Cái đó đòi hỏi mình có niềm tin nữa, đòi hỏi mình ý thức về cái đó, hay là Chúa hiện diện trong chồng mình. Nói chồng mình nhiều khi cũng say sưa chè chén, mà sau Chúa hiện diện trong chồng khó chấp nhận, hay là những người nghèo hèn, những người lưu manh, Chúa hiện diện trong những người đó cũng khó hiểu lắm. Hay là trong ngay cả con cái mình, đứa hiền hiền như thiên thần, con hiền như là Chúa hiện diện đúng rồi. Rồi gặp cái đứa một cái xì ke ma túy, Chúa ở đâu không thấy, Chúa ở đâu trong đó. Nhưng mà thật sự mình phải có cái niềm tin mà. Và vì thế nói về giáo hội là biết nhắc nhở cái sự hiện diện của Chúa Kitô và đem ơn cứu độ của Chúa đem cho người ta nhìn đến giáo hội. Và vì thế ở đây đòi hỏi cái sự thánh thiện của đoàn dân Chúa trong giáo hội. Rồi một cái cơ cái điểm một cái The Church, the Herald nghĩa là tiếng Anh là gì? Messenger, sứ giả hay là sứ vụ, tức là shiny messenger. Giáo hội trước hết là cái sứ giả, tức là người loan báo tin mừng, messenger, sứ giả tin mừng. Giáo hội là tiếng nói và là con bố tin mừng nước trời. Và thật sự như vậy, chúng ta giáo hội phải công bố, chứ không phải giáo hội là giúp người nghèo. Giúp người nghèo là dấu chỉ của nước Thiên Chúa đang đến với hàng anh chị em nghèo, anh chị em đó. Chúa Giêsu đâu có chữa hết những người nghèo trên cho nuôi ăn hết những dân Do Thái, là Chúa Giêsu chữa lành bệnh hết tất cả người Do Thái đó. Cái căn bản Chúa đến là công bố vương quốc Thiên Chúa nước trời.
và được biểu lộ một cách cụ thể qua những cái dấu chỉ cho an, cho kẻ đói an, chữa lành bệnh tật. Nhưng mà đó là dấu chỉ cho thấy là Đức Trời đang đến, là Chúa Kitô, là tin mừng Đức Chúa, là thiên tình yêu Thiên Chúa đến trong cùng, đến cuối cùng. Cái đó là cái quan trọng. Và vì thế chúng ta ở đây chúng ta thấy giáo hội công bố một cái thực tại mới về bình an và cái vương quốc của Thiên Chúa đang có và chưa được thực hiện đầy đủ. Do đó thật sự mà nói, chúng ta sống trong thế giới này, giờ chúng ta thật sự, nếu như người bình thường không biết đi, chúng ta thấy gì, thấy ngã, cái ngã vô cùng. Ông chánh xứ mà nhìn thấy bao nhiêu đóng góp thì ngã, chẳng hạn mà rác rến chẳng ai để tâm, ngay trong nhà chúng ta để ý, rồi nhìn ra bên ngoài đủ thứ, cả thất nghiệp cũng có, người nghèo homeless cũng có, nhìn ra ngoài rắc ra một tí nữa, chiến tranh xung đột tôn giáo đủ thứ cả, đủ quốc phụ vô sa everything đủ thứ cả. Và chúng ta nhìn chúng ta thấy dễ dàng chúng ta thất vọng, mà chúng ta quên là giáo hội có nhiệm vụ loan báo tin mừng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong cái môi trường nào, bất cứ ở đâu. Và cái đó là cái nhiệm vụ của giáo hội.